Đem vô rồi, đem vô đổ đổ trong hũ rồi. Có đỏ ao không phải không? Dạ, thì đỏ đỏ, đỏ đỏ đó. Đỏ ao luôn á, chứ bình thường tôi cây là còn trắng, có trắng có đỏ, này đỏ nhiều không trắng? Đỏ, màu đỏ chín. Đỏ luôn. Nên nấu cơm nó đỏ ao không? À. Gần đầy hũ. Hút gì dữ vậy? Uống nữa không? Uống có ba kìa. Hả? Leo lên nữa mới hay. Leo lên trên luôn. Coi coi, thiếu gì? Mấy trăm con luôn á. Ở trong này có một cái bà chuyên môn, bà lấy chuối bà cho sóc ăn. Lên coi Long. Lên tìm coi Long. Ê kìa Long kìa, nó đang qua đường rồi Long. Đó. Đang qua đường đó, thấy chưa? Ừ đó. Nhiều lắm. Mấy trăm con nữa, em thấy mấy trăm con nữa. À, nó lên cây này, lên cây. Đó, nó gà bãi cỏ rồi đó. Ồ, anh vừa chạy đó, sợ vô đây tút canh cây luôn. Ừ. Có hai con luôn kìa. Hai con luôn hả? À, chim nữa. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. À đúng rồi, nó chui vô lỗ kìa, chui vô có lỗ. Ở nhà nó hả? Chắc nhà nó quá. Nó bắt cái con kia kìa. Cái gì vậy? Giống như con thằng lằn. Ba ở bên đây có con nữa. Đâu? Đâu? À, ba. Đâu? Đâu? Đó. À. À thấy rồi, nó đang đi xuống không? Nó đang cái đầu nó đang chúi xuống. Nó đang bò xuống. Thôi chừng điện. Ba nó đừng có đụng vô mấy đó nguy hiểm đó, điện đó, con thấy dây điện không? Thấy chưa? Mấy mốt đừng có đụng vô gì nữa ha. Mấy cái điện con không thấy đâu. Đó là chim nó bay kìa, thấy không? Một câu. Ơi, chim chắc biết sắc nhiều quá vậy. Công viên mà. Bác thả đồ được cái cột này xuống kia mà. Cái cột đó nó nghiêng. Con khó leo lên lắm. Cột nó bị xéo. Nó không có thẳng. Cái cột này thẳng thêm á. Con kéo cái áo ra coi. Mấy gì nữa? Mấy gì nữa?
Trời ơi, mê game quá. Mê game quá. Gặp nhau không có trò chuyện, không có kể chuyện vui chuyện buồn với dân. Chơi game không à. Con có bạn gái chơi game đi. Cũng có hả? Bạn gái tên gì vậy? Xuân Mai. Xuân Mai hả? Anh bị con Long chọc qua. Ủa rồi bạn gái Long tên gì Long? Đảo Duy. Hả? Đảo Duy. Long. Nói rõ đây, bờ nhờ ấy, bờ nhờ là gì? Con mấy đứa xấu không mà không biết nào vậy. Trời ơi. Rồi bao ghi hình rồi đó. Bao đưa lên trên kia rồi nó coi, nó nhận xét rồi sao. Nhận xét thì cũng nó gì rồi bác. Đợi lên tới thứ tư. Nó lại gì vậy bác? Nó lại gì vậy? Hả? Đâu? Lại gì? À, mấy con côn trùng nữa. Mới đặt nó xong. Còn nếu không thì phải đợi năm sau hay nhận xét mà nó đâu quên. Thì chuyển mưa rồi. Ba có nước bờ không ba? Uống đi, con muốn uống gì? Kệ nó uống đi, nó uống đi. Lấy một hút của con nè. Uống nữa không? Uống nữa hay không? Uống nữa thì kêu thêm ly nữa. Uống nữa kêu thêm ly nữa. Uống phần chứ con lấy ba uống ba muốn gì? Uống nữa không? Uống nữa ba kêu thêm ly nữa. Cho ly bơ xay nữa nè. Xin đố bơ. Cho ba vô rồi. Cho ba vô. Không biết Lê Quân thôi. À ai cũng chơi Lê Quân. Not me. Ba tự nhiên đi ba. Tẹo. Trúng cái tay. Không. Ê, đừng có chơi gì con. Ly bơ ngon quá. Bom đâu con? Bom là cái này nè. Asian bom. Dịch. Bom chơi thở. Thử nghĩ là vô.